quản lý sâu hại ở cây mít ruột đỏ giai đoạn 5 tháng tuổi. Quý bà con thân mến, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Hiện tại bây giờ Hoàng Anh đang đứng tại vườn của anh Đông, một vườn với là 500 cây mít ruột đỏ, cây giống do Willow Farm cung cấp. Trước hết là bà con chúng ta có thể nhìn thấy sức sinh trưởng và phát triển của cây mít ruột đỏ đang cộng sinh rất là tốt trên cái nền đất ruộng lên làm đất vườn. Và bà con có thể nhìn thấy là rất là nhiều cái cây lúa, cỏ lúa vẫn còn đang rất là sống, rất là thảnh thơi ở trong vườn. Nhưng mà cây mít ruột đỏ chúng ta nó đang gọi là phun lên, vượt lên, phát triển rất là tốt. Và khi trong hành trình nông nghiệp của Hoàng Anh, khi mà đi đến nhiều vườn á, thì thường ở miền Tây bà con chúng ta thấy hay có hiện tượng bị phèn. Dạ đây, đây phèn rất là nặng luôn. Và khi mà mưa nhiều thì phèn nó sẽ dễ, hoặc cái độ pH nó dễ bị tuột hơn nữa và làm cho cái lá mít của chúng ta bị vàng. Nhưng mà con có thể thấy nè, vườn của anh có sức đề kháng rất là tốt, độ pH tại trong gốc nâng cao lên rất là ok, tại vì anh thường xuyên sử dụng siêu dưỡng cây, sử dụng thêm Hakim Nano, trong đó có thành phần vi sinh và có lợi rất là cao, nó sẽ góp phần làm cho cái đất của mình tơi xốp hơn, cũng như là tăng độ pH đất để chống chọi lại cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Cái lúc này là mưa nhiều rồi tuột độ pH, làm ảnh hưởng tới cái việc cây phát triển, cụ thể là nó sẽ dễ bị vàng lá, rụng lá. Nhưng mà vườn của anh Đông thì Hoàng Anh thấy là chỉ có một vài cây thôi. Hoàng Anh đang đứng cây đó là cái cây gọi là bét nhất trong vườn đó nghe. Còn đây, cây này thì nó đang phát triển rất là tốt. Nhưng mà bà con thấy là ở trên những cái lá này, Hoàng Anh dạch lên cho quý bà con chúng ta cùng xem nhé. Đây, những lá này hồi nãy chú kia chú nói ủa sao xài phân mà thấy lá nó nhỏ. Cái Hoàng Anh bước vô Hoàng Anh coi, nó xài phân bên Hoàng Anh thì không thể nào lá nhỏ được, lá vừa lớn vừa dày mà vừa xanh đậm mà vừa mướn mởn nữa. Mà tại sao cái vườn này xài đang xài phân của Willow Farm mà sao lá nó bị nhỏ, bị một số tầng lá nhỏ là bà con biết sao không? Bị nhện đỏ tấn công, bị nhện tấn công, nhện đỏ nhện trắng tấn công làm quắn quéo cái lá. Mà con thấy cái lá nó y chang như cái dải quắn, cái dải nhúng luôn nè, quắn quéo cái lá rồi phía trên đợt non này tiếp tục không quản lý là bị nhện nó tấn công tiếp, nhện tấn công tiếp. Và trên cái lá già này mà con sẽ thấy rất là dễ nè, nó chích thúc từ phía sau, nó làm cho cái lá của mình mất đi diệp lục tố mà con, mà mất đi diệp lục tố và sao ạ, và làm quắn quéo cái lá luôn. Tác nhân đầu tiên, gây hại đầu tiên trên thường hay gặp ở mít đó chính là tác nhân các cái con nhện có khả năng chích hút. Dạ. Rồi tiếp theo nữa đó chính là sâu ăn đọt non. Đây, sâu ăn đọt non và sâu ăn lá. Và con thấy nè, cái đọt nó quắn quéo luôn. Đọt nó quắn quéo, nhiều khi Hoàng Anh tìm hồi là Hoàng Anh thấy con sâu, Hoàng Anh bắt bỏ vào họng luôn á. Nè, con thấy nè, nó ăn đọt non xong nó ăn tới cái lo non, ăn rất là dữ luôn. Vừa bị nhện, vừa bị là sâu ăn lá. Sâu ăn lá, nhện và sâu ăn lá rất là nhiều nha quý bà con nha. Ở sầu riêng thì nó sẽ ít bị, này cái lá nhện nó quắn quéo nhỏ xíu luôn nè, những cái đất chấm còn lại nè bà con thấy trên này nè, chấm chấm còn lại quá trời quá đất luôn nè, thấy không nè, phía mặt trước nè, nhện nó chích hút, nó làm cho cái lá của mình nó bị nhăn, nó bị biến dạng, nó mất đi diệp lục tố và mất đi khả năng quang hợp. Và ở trên mít thì thường nó hay xuất hiện hai cái đối tượng đó nhiều nhất, đó là nhện và sâu ăn lá, sâu ăn đọt, sâu đục thân. Và ngoài ra thì còn xuất hiện thêm đối tượng ở trong cái chương trình tiến hóa của nó nữa là cái gì bà con, ruồi vàng. Nó xuất hiện thêm ruồi vàng để mà đục vô cái đọt. Thường bà con khi mà đi kiểm tra, bà con chúng ta chú ý nha, ta nhìn vô cái cây chúng ta kiểm tra sao, nhìn vô, nhìn ngoài vô thấy có vẩn vờ mấy cái lông tơ, mấy cái mạng nhện không. Rồi chúng ta coi cái mặt sau lá nè, mặt sau lá nè bà con thấy không, đây đó, bỏ đi rồi, bỏ đi đâu rồi, đi chơi rồi. Ở trên mít thì đây này mạng nhện quá trời. Ở trên mít thì Hoàng Anh thấy là nó ít bị rầy xanh tấn công, như lâu lâu thì nó có rầy cám. Như vậy thì chúng ta cần phải quản lý cái cây mít của chúng ta như thế nào thoát khỏi những cái trường hợp mà bị sâu hại. Đây, giờ anh Hùng đang ở bên kia, bật micro lên cho anh Hùng lên nghe để xem anh Hùng ảnh có phát hiện thêm gì ngoài các cái loại nhện rồi sau đó là tới là sâu ăn đọt non rồi đó. Rồi giờ anh Hùng phát hiện thêm gì nữa không, để em đưa giải pháp luôn cho nó triệt để luôn. Ở bên này thì anh phát hiện cái đọt của mình nè, ở bên này nó bị ruồi vàng nó châm nè, nó đang chìm đó. Đây là cái vết ruồi vàng, đây cái vết kim nó ra, nó còn thâm đen nè đó, không thấy cái cây của mình đang bị ruồi vàng đó, nó đang tấn công, nó đang chích hút cái phần đọt và cả cái con sâu đục thân nữa đó. Sâu đang đọt sâu ăn đọt non, sâu đọt non chích lòn chích mòn kiểu này. Sâu ăn đọt non, mà con thấy cực kỳ nguy hiểm ha.
Rồi ở trên mít thì Hoàng Anh thấy là nó ít bị rầy xanh, nó không phải giống như sầu riêng. Cây này là anh mới dặm lại hả? Sợ cái cây mà nó bị chạy da nè, nó chết anh dặm thêm. Dạ. Rồi bà con thấy nào ngoài đây nào, cây mít ở đây phát triển rất là nhiều, vậy thì nãy giờ hệ thống lại nó bị, anh không biết anh xịt thuốc nhện gì hết anh Đồng? Anh xịt Takumi với ba răng Nhật anh Hùng anh chỉ á. Sao rồi? Ba rồi. Sao? Đều cái còn cái mưa suốt luôn, chưa có xịt rồi. Sao là nó thấy nó vẫn còn đang bị ha. Còn bị. Thấy còn bị quá trời, non lá, lá này bị quá trời quá đất luôn nè. Quéo lá là cái lá nó nhỏ hết trơn. Chỉ nhìn cái kia kim quá trời mưa ẩm. Mưa nhiều quá mình không có xịt hàng siêu giáp được anh. Này nó vừa bị nhện, nó vừa bị ghẻ kim luôn anh ơi. Nó hai loại luôn. Tính xịt đó mà trời, em chúa không nói anh Hùng không biết tứ bây giờ em kêu coi này tứ cái gì. Một là phục hồi hay là dưỡng. Dạ. Tứ gốc á. Rồi cái này nó bị sâu ăn đọt, nó bứt cái đọt luôn. Rồi rùi vàng chích vô rồi nó thả trứng bên trong luôn. Vậy bây giờ nếu bà con chúng ta hỏi về thuốc sâu của nhà Willow Farm thì đây là Hoàng Anh sẽ chỉ với bà con chúng ta một số cái sản phẩm để bà con chúng ta có thể quản lý sâu hại trong vườn. Đang trong giai đoạn sinh trưởng như vườn của anh Đông thì chúng ta chỉ cần sử dụng dùng Hoàng Anh nè. Cái gói mạnh tướng diệt rầy 250g. Đây cái này mà bà con gọi là alo về hotline thì nó là 74.000 đồng một gói, ngày pha được một phi nước 200 lít nước, kết hợp với là một cái chai mạnh tướng diệt sâu bọ nhện 240ml này, bà con chúng ta sẽ pha được với hai phi tức là 400 lít nước. Rồi cái vườn của anh thường thường là xịt bao nhiêu lít? Anh xịt là 6 bình gạt. 6 bình gạt là một bình 55 hả? Bình có 16 lít rồi. Bình 16 hả? Mà không lúc hổm nghe, bây giờ cây nó bự cây mà nó lớn rồi, bây giờ cho anh bình 20 đi, cho anh bình 20 là 60 là 120 lít. 120 lít đó thì anh sẽ pha là một gói, hơn một gói mảnh tướng này chút xíu, và hơn một cái chai, hơn một gói mảnh tướng diệt rạn xíu, và hơn nửa chai mảnh tướng diệt sâu bọ xíu, anh chia vô, anh chia giùm em ha. Thì cái này thì chúng ta sẽ phun sao, chúng ta phun khi mà nó vừa nhú cái đọt non ha nè, vừa nhú cái đọt non này phun, mà vừa khi mà vừa mới nhú đọt non, vừa mới nhóm chứ lá nó chưa mở, vậy là chúng ta phun quản lý. Nếu mà cái đọt non của chúng ta nó bị ốm á, thì bà con chúng ta có thể pha chung kéo đọt mít cộng với siêu amino cộng với diệt rầy và cộng với là diệt sâu bọ nhện vô chung luôn, để cho cái mít, cái đọt mít chúng ta kéo ra cho nó mạnh, nó mập, và quản lý luôn cái cơ đọt đó luôn, để tránh trường hợp mà bị nhện. Nhện trong cái giai đoạn này thì Hằng Anh thấy là nhện nó không có còn làm tổ nhiều, không làm kén nhiều ha anh. Thì giờ chúng ta chỉ cần sử dụng cái tác nhân cái mảnh tướng diệt sâu bọ nhện này là đã quản lý luôn nhện, nó quản lý luôn cho anh là thằng sâu ăn đọt, sâu đục thân đã quản lý luôn. Những cái thằng bọ cánh cứng nếu có vào buổi tối, thường thường á, lúa này còn nè, thường thường nó hay có bọ cánh cứng, bọ cánh cam rồi đó, thì nó sẽ tiêu diệt luôn. Còn cái bạn mà mảnh tướng diệt rầy này là chuyên diệt lát cái loại rầy, rầy cám đồ này kia, thì chúng ta nên pha chung luôn. Hoàng Anh thấy một số cái mít có hiện tượng như vậy, rầy cám nhiều, nên là chúng ta pha chung luôn ha. Rồi chúng ta phun một cái cử, cái cử đầu tiên đó là cái cử diệt, là chúng ta pha đúng liều giúp Hoàng Anh. Còn tiếp theo sau đó chúng ta đi quản lý vườn, coi là đối tượng gây hại chúng ta đã giảm thiểu nhiều đưa chưa. Nếu mà giảm thiểu nhiều thì tầm 5-7 ngày sau chúng ta sẽ phun một cái cử gọi là cử quản lý. Cử quản lý thì để tiết kiệm tiền cho anh Đông cùng với quý bà con chúng ta, thì hay thì chúng ta sẽ phun xương ở ngoài đây đi ha. Chúng ta sẽ phun xương ở ngoài, còn ngoài. Cái cử diệt á thì bà con chúng ta sẽ phun thiệt là ướt đẫm bên trong bên ngoài giúp dùm Hoàng Anh luôn nha. Ok chưa ha? Ok chưa? Trong trường hợp mà Hoàng Anh thấy vườn của bà con chúng ta nó ít đối tượng gây hại thì Hoàng Anh có thể cho pha loãng, nhưng pha loãng này phải hỏi ý kiến của chuyên viên trước khi chúng ta pha loãng nha. Đặc biệt nhà nông chúng ta nè, tính của anh Đông nè, hay pha đậm đặc hơn liều phải không? Đó, ông gật đầu cái rột luôn. Không được, những cái loại mà bên em sản xuất là anh không được pha đậm đặc hơn liều nha, để giảm cái tính kháng nha. Cái này là mình đang sử dụng là cho cây ăn trái nha anh Đông, chứ không phải mình sử dụng cho lúa đó, nên mình tuân thủ theo cái hướng dẫn mà của nhà sản xuất á, như của bên tụi em. Thì mình sẽ làm như vậy thì con sâu con gầy nó sẽ không có kháng được cái thuốc của mình đó. Còn mình cứ tăng liều, mình sợ mình tăng liều thì sau này con sâu gầy nó sẽ kháng lại. Khi mình xịt đúng liều thì con sâu gầy nó không chết. Rồi bây giờ vậy nè mọi người con nha, nhớ giúp dùm Hoàng Anh những cái gốc thuốc. Thường Hoàng Anh để trong những sản phẩm này là những gốc thuốc này là gốc thuốc mới,
con sâu nó chưa có học thuộc, nên là nó chưa có tính kháng, và đồng thời cái phụ gia trong mỗi một cái loại thuốc này đều là những phụ gia đặc biệt, nó sẽ góp, nó có cái phần là thấm dính, bám dính loang trải, và cũng như là thấm sâu bên trong lưu dẫn để mà tăng cái hiệu lực của cái thuốc lên, và có thêm phụ gia đặc biệt để ngăn ngừa cái khâu sâu của chúng ta nó kháng lại thuốc. Và trong vòng khoảng 5-6 tháng Hoàng Anh sẽ đổi cái phụ gia đó một lần để giúp cho cái con sâu nó học không thuộc bài nha bà con nha, để không bị kháng. Cái quan trọng đây là gì bà con? Bà con chúng ta thường hay, Hoàng Anh hay nói là do Hoàng Anh cũng sợ là quý bà con chúng ta, thứ nhất là phun đậm liều, cái thứ hai nữa là nhiều khi quý bà con chúng ta làm sao? Nhiều khi là quý bà con chúng ta lại làm gì? Lại làm cái việc là chúng ta sao quý bà con? Chúng ta phải đổi gốc thuốc, đổi gốc A qua gốc B, gốc C á, nên là Hoàng Anh sợ bà con chúng ta phải trữ nhiều tốn tiền. Thì bây giờ cái sản phẩm này là sản phẩm mà con không cần phải trữ, cử việc là bà con cũng xài sản phẩm này, tới cái cử quản lý bà con cũng xài sản phẩm này luôn cũng ok, để chúng ta khỏi phải trữ nhiều gốc thuốc ở nhà mất công hôi đồ này kia ha, rất là tiện lợi cho quá trình bà con chúng ta sử dụng cái này. Ok chưa? Nhớ nha, ở trên cây mít ruột đỏ mà ở dạng cây còn nhỏ về nó chỉ thường hay xuất hiện là nhện đỏ. Rồi thứ hai nữa là gì? Sâu ăn đọt non, sâu đục thân và ruồi vàng. Còn rầy thì lâu lâu nó mới xuất hiện, nhưng mà giờ là cái cử diệt là bà con chúng ta cứ pha thằng rầy này kết hợp với thằng mảnh tướng diệt sâu bọ nhện giúp chị Hoàng Anh là ok. Còn những cái tác nhân khác thì nếu Hoàng Anh có tìm ra được thì Hoàng Anh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta trong những video tiếp theo nha. Ok chưa ạ?